Mới đây, trên trang VOA tiếng Việt phát tán bài viết với tựa đề Dân biểu Andre Dung nhận bảo trợ Đặng Đình Bách. Bài viết này trích dẫn phát biểu của ông dân biểu Andre Dung. Theo cách gọi của VOA, ông ta là Phó Chủ tịch Liên bang của Đảng Dân Chủ Cơ đốc Đức, CDU, phát ngôn viên về bảo vệ môi trường và khí hậu của khối liên đảng CDU-CSU trong Quốc hội Liên bang Đức. Bài viết của VOA cho rằng, theo quan điểm của tất cả các nhà quan sát độc lập quốc tế, thì ông Đặng Đình Bách đang chịu án tù bất công, bị giam giữ trong những điều kiện không thể chịu đựng nổi và xúc phạm đến nhân phẩm. Cần phải thấy rằng VOA tiếng Việt và ông Andre Dung đã cố tình làm sai lệch bản chất các vụ án, bao biện cho các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam để suy diễn, quy kết Việt Nam vi phạm bảo vệ quyền con người. Vậy bản chất thật về vụ án Đặng Đình Bách là gì? Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Đặng Đình Bách, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững LPSD, bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án 5 năm tù giam về tội trốn thuế. Trong quá trình hoạt động, Bách đã liên hệ với tổ chức nước ngoài, đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai thực hiện các chương trình, dự án về môi trường. Tuy nhiên, khi nhận được tiền tài trợ, LPSD không làm thủ tục xin phê duyệt các dự án đầu tư và đương nhiên không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Từ năm 2016 đến năm 2020, trung tâm LPSD đã nhận số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức trong nước và nước ngoài thông qua thanh toán hợp đồng dịch vụ tài trợ. Cơ quan tố tụng xác định Đặng Đình Bách có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 1,38 tỷ đồng. Thế nhưng tại phiên phúc thẩm, Bách tiếp tục quanh co chối tội, phủ nhận việc trốn thuế bằng cách đổ lỗi cho cấp dưới là nhân viên kế toán đã tự ý thực hiện các hành vi nêu trên. Là người am hiểu pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm, nhưng bị cáo Bách đã tự bào chữa hết sức ngây ngô và vô cùng phi lý. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Bách không những phải nhận bản án 5 năm tù giam mà y còn phải nộp đủ hơn 1,38 tỷ đồng tiền trốn thuế. Sự thật từng vụ án rất rõ ràng, minh bạch, một kẻ núp bóng là người hoạt động về bảo vệ môi trường, trốn thuế, vi phạm trong thời gian dài, nhiều lần khi bị bắt, không thành khẩn khai báo, do đó Bách phải chịu bản án 5 năm tù giam là hoàn toàn đúng người, đúng tội. Ấy vậy mà VOA tiếng Việt và ông dân biểu Đức Andre Dung lại đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc bản chất các vụ án, cố tình tô vẽ, thêu dệt, tạo dựng ra các bị cáo trong từng vụ án như những người hùng về bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, cái trò bảo trợ thực chất là trò lố bịch và sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Việc kêu gào, khóc than cho các nhà dân chủ cuội là chiêu trò không mới. Hễ có bất cứ đối tượng dân chủ nào bị bắt, tạm giữ, tạm giam hay chấp hành án phạt thì VOA lại tạo các chiến dịch lên án chính quyền Việt Nam rằng vi phạm nhân quyền không có tội hay bị đối xử tệ bạc ngược đãi không được chăm sóc sức khỏe. Tại các phiên đối thoại nhân quyền, Việt Nam luôn sẵn sàng mời các phái đoàn quốc tế vào tham quan thực tế tại các trại giam, trại tạm giam. Mới đây, tại hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 41, các đại biểu quốc tế đánh giá cao sự nhân văn, nhân đạo trong công tác giam giữ, giáo dục, cảm hóa phạm nhân của chính phủ Việt Nam. Cùng với đó, các đại biểu trực tiếp được kiểm tra khẩu phần thức ăn của phạm nhân. Các đại biểu đã ấn tượng bởi sự quan tâm của nhà nước dành cho người phạm tội rất chu đáo. Sự nhân văn trong công tác quản lý trại giam ở Việt Nam được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách cụ thể về giáo dục văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, khám chữa bệnh cho phạm nhân, đặc xá, giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, các chính sách về tái hòa nhập cộng đồng. Cứ mỗi kỳ lại thấy một số dân biểu đệ trình bảo trợ cho các tổ chức cá nhân chống phá Việt Nam, phải chăng là để phục vụ nhu cầu mua phiếu bầu cho mùa tranh cử sắp tới? Không ngạc nhiên khi những dân biểu này chưa từng đặt chân đến Việt Nam, nhưng đều đệ trình, đều đặt các dự luật nhân quyền cho Việt Nam hay tuyên bố bảo trợ cho các thành phần cốt cán của các tổ chức phản động đã đang tích cực hiện diện trên các kênh truyền thông như BBC, RFA, VOA để trả lời phỏng vấn, chắc chắn là có động cơ chính trị phục vụ lợi ích của họ mà thôi.